Nhìn hấp dẫn không? Ngon nhỉ? Để thế. Cuộc sống chỉ như thế là cùng. Ấy, cái này là cái đặc biệt đây, cái này là dành riêng cho cameraman. Đấy. Rồi đây. Quên kênh này. Đây là cái nhỉ. Đấy nha, nhà đẹp ghê. Và sau này. đây chúng tôi đã đi đến nhà bạn Hà Viết Hiệp. Đây, nhà đẹp ghê. Hai cổng rồi. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của tôi. Hôm nay anh em tôi sẽ thực hiện một cái món gà nướng kiểu Hà Tây. Đấy, bây giờ anh em tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Đây, bạn tôi đang mổ gà. Bởi vì Hà Tây sao biết tôi lại nói là nướng kiểu Hà Tây, thì lát nữa thì anh em xem video thì biết nhá. Chờ đợi nhá. Thôi đợi ướp con gà xong rồi sẽ nướng sau. Còn thịt lợn đây nhá, tôi đã ướp xong bây giờ. Ok. Lợn đây nhá. Còn con gà thì vừa mổ xong, bây giờ đợi ướp nữa, xong bắt đầu chuẩn bị than rồi nướng nhá. Đấy nhá. Lát nữa con nướng tôi sẽ quay lại cho anh em xem. Bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị than. Một người rất là không chuyên. Đấy. Phan Sơn. Ông đập nhỏ ra nó mới dễ cháy. Đây là Phan Sơn, em trai của Phan Quân đang chuẩn bị nhóm lửa và đảm bảo là không cháy. Không phải đốt bên dưới đi. Tao bảo về thằng Sơn kê xích cái kia lại. Cho than to quá. Thôi tú bên này cái thanh che chưa? Chưa. Che đi, thiếu thôi cái kèn. Mày xuống lấy cái xe mấy đá với chai nước ở đây. Ở đâu ấy? Cái treo ngoài cửa. Cháy. Ngoài cửa đúng không? Cháy. Ừ, ngoài cửa. Ngoài cửa hiểu. Thế rồi. Giờ thì tôi sẽ ướp con gà nhé anh em nhé. Cho ít muối vào. Ít thôi nhỉ? Không. Ra đây. Làm video hướng dẫn sắt muối gà. Mình cho bột canh cũng được nhưng mà kiểu thôi, mình cho muối vào để nó khử cái gà. Đấy. Cho muối. Tiến mở của tôi cái ấy tay bẩn đấy. Một cây. Ok, cho một canh cho vừa thôi. Cháy rồi. Đó à. Cho tôi ít bình xịt mì chính chị. Đổ hết đi nhá. Được. Có đâu đấy. À có hạt tiêu nhiều, có hạt tiêu. Nhiều đá vào, đổ ít nước vào. Một ít bột canh nhá. Đậm đà thì ô không lại không thui gà rồi. Thui tí nữa thì thui hết. Ok, bây giờ cho con ít cho một ít bây giờ quảng thì cả than lên. Mắm vừng không? Mắm thôi. Ui có kia. Xả ướp một chút không cần xả đâu. Xả cái thịt lợn nó. Cho gà đi spa. Để ướp hai tay. Đây cho con đi. Rồi còn lát nữa mà thiếu thịt thì tôi sẽ lấy luôn hai cái này để sướng. Ok nha, vậy là gà ướp xong nha. Lát nữa tôi sẽ nướng nha. Cần no này. Nè, có cho cái thịt lợn vào cái vị nướng trước đi. Người đang
nào cái kia cong có vẻ được không? Kẹp ngang ra thì nó mới nhanh chín, hiểu không? Không để ngang con gà ấy, đây không, đây đấy đấy kiểu đấy, banh ra kiểu đấy đây. Lấy hai cái kia cột kẹp đùi nữa này, lấy hai cái cây vừa mới lấy ra, buộc khỏe dây thép vào cái đùi. Ôi cái này qua các thanh niên có cái ăn mà cũng không biết ăn nữa. Kẹp ở đấy thì vẫn khác gì là quay ấy, xiên vào. Đây, bây giờ anh chỉ cho. Dài tích cực quạt vào nhá. Nóng phết. Nóng mà. Chỗ này vẫn còn cảm giác là nó bị ấy này không? Bị. Lãng phí đúng không? Tôi nghĩ là phải đặt cái đầu ở đây. Đúng rồi, nó bị lãng phí đúng không? Đây, đây là cái món cagu này anh em. Biết ca gù đấy chưa? Nên là biết thì để lại phía comment bên dưới nhé. U gà. Cầm cái này luôn. Cầm cái này. Tôi cầm cái món ca gù ấy. Đấy là ngược lại đúng không? Thế đỡ lãng phí. Đúng rồi. Đúng không? Đấy. Bên này thì kệ đi. Lát rồi, còn mình nhìn cái này đây. Đấy. Đấy. Con gà thì nó có một luồng khói để nó khô dần. Tôi nghĩ cho con này chắc phải 4 giờ chiều mới ăn. Bây giờ là bây giờ nó khô dần rồi anh em ạ. Đấy. Chín nhanh mà. Tôi chỉ quan tâm mỗi hai cái món ca gù thôi. Này. Thiếu ít cái gì à? À măng mật nhỉ. Ừ. Đúng rồi. Mình nãy mình thiếu vết mật à. Không làm măng mật cơ. Không thịt vết mật ong được mà. Một ong với gì cả thôi. Rồi à, vừng được. Nhớ xem video nhớ đăng ký anh ấy. Không hy vọng anh em bạn bè mà đăng ký của anh. Đừng nói hài đừng làm gì đó. Bắt đầu nó khô dần rồi em. Ôi cái món ấy của mình tí nữa cài chưa? Thôi mình phải cầm ra không? Sắp chín rồi. Ca gù đấy, ai biết thì cái món này là món gì thì để lại cái comment bên dưới nhé. Vẫn cầm nhiều. Lấy cái kẹp che anh em đã thấy mùi chưa? Tôi thấy thơm lắm rồi đấy. Bắt đầu thơm dần. Chạy lên chạy xuống tầng 3 mỏi lắm. Nãy vì tôi vừa quyết với một ong rồi. Con ong thì quyết gà nó mới vàng. Con ong nằm dưới nhau lắm. Nhất mà yêu sắc. Cái này cành ngoài ít lắm. Mấy nghìn. Được rồi, được rồi. Được. Nó mới tạo được 2.000 nick à? Yeah. Yeah. Ông để kiểu chín tập đến vừa đến mới ngon. Sống ghê. Cái vị này chín rồi. Thơm đấy nhỉ. Đây, chỗ này mình còn nguyên. Cái này nó cháy đâu. Mà cái lên hết rồi mà.
thơm nhỉ, người ướp này thơm ngon hay không phải do người ướp nhỉ? Thơm không phải thì từ thì đâu người ta ngon hay không phải do người ướp, với lại người Thái ấy. Còn người nướng thì nó chỉ là mày Thái ướp xong để đấy xong nó chín nhá. Ngon, cứ nhìn nhau cũng nhận đấy, nếu mà thơm ngon không còn đợi cái miếng cứ cần rơi đấy đấy, mình đấy mới ngon, nó chín vừa tầm. Đấy, em kê tờ giấy ra. Đấy. Rồi. Lần lên nhanh. Đừng khôn viên. Thiện sự. Mày đẻ sau tao mấy ngày. Mày đẻ 9 và đẻ 4. Và ai tìm khôn viên không đẹp. Vịt thì ngày xưa. Có vịt lộn ăn. Ờ, đéo hiểu kiểu gì. Chỗ miếng to nhất xem nào. Cắn hợp lượng. Anh em nên gọi là tôn trọng cái sự quyết định của anh em này. Ok, thấy chưa? Đấy, miếng. Đó. Thơm lắm anh em ạ. Mời tất cả anh em nhé. Chấm tương ớt này. Ok, cắn được miếng to mới phê, mới sướng. Làm miếng nhá. Nét cái này. Ôi. Cuộc sống chỉ thế là cùng tiến nhỉ. Mời tất cả anh em nhé. Ngon. Tuyệt vời. Là nó đỡ con gà kia nữa. Xuân ơi, xem gà cháy. Con gà sắp chín rồi anh em ạ. Hôm nay là mình cho mật ong nhiều quá nên là nó hơi bị cháy một tí, nhưng mà không sao đâu. Mình giữ. Sắp chín rồi. Cái gì? Đây là tí sập xèo này. Đấy. Mà là cái chỗ này nó cháy thì mình sẽ cạo đi, không sao đâu anh em. Mỗi cái phần đùi này nó hơi... nó còn trắng một chút, không sao cả. Nhìn hấp dẫn nhỉ. Nướng mình nướng là lúc từ mấy giờ nhỉ? 12 giờ đúng không? Bây giờ là mấy giờ nhỉ? Bây giờ là... 14:09. Về thơm lắm anh em. Con gà này nướng được 1 tiếng. Ôi, có giận chưa? Ôi giời ơi. Cuộc sống chỉ đến thế là cùng, đúng không? Nhìn hấp dẫn không? Ngon nhỉ? Đẹp thế. Cuộc sống chỉ đến thế là cùng. Bây giờ thì tôi sẽ chạy con gà này cho nhá. Đĩa đâu nhỉ? Gà nằm như kiểu ếch ấy nhỉ? Bỏ tú à? Đĩa. Ui chín rồi. Chín tầm này mới ngon. Phải ăn đại. Không, nhưng mà ăn nó mới ngon. Đừng chín. Nó mà ấy quá thì ngon đâu. Nó phải có nước ướt này thì nó mới ngọt. Đúng không nhỉ? Thơm không? Đĩa đâu? Quê. Đây, ôi, ngọt quá. Có đá mà anh với anh lấy được. Có đá thăm tú xuống đấy mà. Này sôi. Còn này cái chài rãi, dã thì nó đéo được mày. Nóng quá anh em ạ. Mày hôm nay không bỏ đá hôm qua vào. Mà có đá mà. Anh bảo anh Tú lấy cái âu đá to này này. Lấy cái chài không, đâu? Cho vào cái bát thì cũng được. Đấy đây. Không còn đĩa đâu. Có cái chài đâu. Đập được mà. Có nước mà không nó lòng lòng này. Trên đây mát hơn dưới kia. À, Hiếu ơi mày gọi này. Là lấy quả quất dưới cái cây cầm tắt vào chanh.
Ấy, cái này là cái đặc biệt đây, cái này là dành riêng cho cameraman. Đấy. Rồi chưa? Ok, bây giờ là đúng 14:17, anh em tôi mới ăn cơm. Đứng gà được 3 tiếng. Mang cốc có chưa? Ok. Bây giờ thì chúng tôi sẽ khui bia nhá. Rồi sau đấy sẽ thức món gà nướng kiểu Hà Tây. Ở Hà Tây. Khui bia này. Tú học xem mà hỏi nhá. Đấy. Này mà ông ra cứ cười mặt này. Ôi sao hôm nay cứng nhỉ? Biết mà. Hôm nay cũng vậy, hôm nay. Đấy, ui. Ok, Sơn rót bia đi Sơn. Rót vào đây á. Cho cục to á. Nhưng mà rót vào sợ nó ấy không, nó bị nhạt đi không. Đây, nhạt tự uống cho mát. Đây này, bỏ bia, bỏ đá vào mấy cốc này. Thôi thôi, bỏ đây rồi, thôi đừng bỏ cốc nữa, bỏ đây rồi. Thế thôi, thế thôi. Tôi uống không nhỏ. Mình tôi uống thôi. Nhưng mà bỏ đã bỏ vào đây rồi. Rồi đủ rồi. Tôi uống của mình tôi. À ừ thế uống đi. Nhắc lại. Tốt việc nha anh em nhá. Mệt lắm rồi. Ui, ôn anh em hết ca này cũng được rồi nhỉ. Thôi mình sẽ uống cái bia nguyên chất của mình. Làm một cốc nguyên chất đây. Để riêng cho cameraman. Mình góp thẳng cho tôi mà đi nguyên chất. Không. Không, đâu, cũng không thì tôi tự rót ở đây đây. Ok. Một cốc đâu mày. Chưa mẹ, bây giờ uống bia trước thì nào, mời tất cả anh em nhé. Nâng ly mày mình hóa kiếp con gà. Đúng rồi. Con gà nó quá khổ. Xin mời nhá, xin mời nhá, chúc sức khỏe nhá. Xin mời tất cả anh em mà đang xem video của mình nhá. Mình chưa uống con này, uống chẳng mát. Ok bác. Hôm nay mê, cả nhà ơi. Anh em ăn cơm xôi nữa nhá. Vâng. Tuyệt vời nhá. Bây giờ thì mình... Ô, thiếu đũa à? Đũa đẹp. Thôi gọi. Dạ, thiếu một chân đũa à? Hiệp. À đây. Bây giờ thì mình sẽ thử một cái miếng thịt gà hôm nay mình đây, công sức thử miếng nhá. Lấy miếng này đi. Đây. Bây giờ chấm một cái muối tiêu chanh. Bỏ ra ngoài ăn okay. Cũng thoải mái. Ok rồi. Nghe đi nào. Mời tất cả anh em nhé. Cái này nó vào không mà. Tuyệt vời. Ngon nhỉ? Mày coi như là nó ăn thịt lợn ở bên dưới nhá. Đây là món miến xào dứa. Rau nướng này có mua thịt lợn và nướng thì ngon hơn. Gà nướng lâu á. Gà nướng lâu rồi. Miếng thịt lợn Tú lấy cho tôi miếng thịt lợn Tú. Đấy. Để bên dưới. Nay đợi cái ông lấy đĩa lâu quá. Ok miếng thịt lợn. Bịt bát à. Nó sao vậy? Nó tình rồi. Nhìn phê nhá. Làm miếng đập mồm nó ngon. Em ơi có tình cho hồi sao ấy. Ừ. Không lẽ gì lạ được. Thôi có lẽ bây giờ mình phải tạm dừng video đây để tập trung vào chuyên môn.
Cảm ơn tất cả anh em đã xem video tôi nhé. Để hỏi mày quá. Đừng quên bấm đăng ký, like và bấm nút chuông bên cạnh để nhận những video mới nhất nha. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Cái này của Liêu này.